Thôi, cậu quay cái gì? Cậu mang cái gì đến lớp đây? Đưa đó được chưa nào? Không, từ từ. Cái này á, cái này chính là tóc bốc kì. Tóc bốc kì mà to như thế này á. Này Cún ơi, hả? Tớ đố cậu nhá, là Đông Nam Á có bao nhiêu nước? Rồi dễ ợt, để tớ kể nhá. À, Pháp này, Singapore này, Brazil này, Ấn Độ này, Trung Quốc này, Nhật Bản này, Tây Ban Nha này, Italia này, Úc này. Thôi 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 thôi, cậu dừng lại đi. Tớ đợi cậu một lúc nữa, chắc cậu kể hết toàn bộ đất nước trên toàn thế giới này rồi. Học với cả hành sai hết rồi. Đúng à? Ừ. Để tớ đọc cho cậu nghe nhá. Đông Nam Á gồm những nước sau, đó là Brunei này, Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Việt Nam và Singapore. Cậu chỉ nói đúng một nước, đó là Singapore thôi. Ồ, hóa ra Đông Nam Á là đông vậy à? Đâu đưa đọc rồi nào. Đâu thuộc. Cái này cô giáo dạy rồi mà cậu không nhớ chứ. Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Việt Nam, Singapore. Cậu đọc như kiểu là Việt Kiều ấy, mới đi du lịch nước ngoài về ấy. Đọc sai hết rồi. Sai á? Thì mà cậu cho dấu hỏi, dấu chấm, dấu ngã, dấu phẩy, dấu huyền, dấu sắc, lông công beng hết cả đi rồi. Đọc cái đấy vần vần lên mới thuộc. Ừ, thôi kệ cậu. Đó, bài tiếp đây. Đó, học bài tiếp bài. Này Cún ơi. Hả? Hay là bọn mình nghỉ giải lao một tí đi. Ừ, đi học tiếp. Hế, tớ có gói bim bim này ăn này. Wow. Tớ ăn mấy nhá. Tất nhiên rồi. Tớ mang đến là hai đứa mình cùng ăn mà. Nhưng mà tại vì tớ không có tiền nên tớ chỉ mua được cái gói bim bim này thôi. Hai đứa mình ăn chung nhá. Ok. Ăn đi. Ngon nhở? Ừ. Thôi. Ngon. Ôi. Đó. Ui. Ui. Quá. Ô. Ui, cậu ăn nhanh thế. Ngon quá. Rồi, học bài tiếp đi. Thế cậu không làm gì ăn à? Tớ hết đồ ăn rồi, tớ chỉ có mỗi gói bim bim thôi. Giờ đến lượt tớ. Cậu có đồ ăn á? Ừ, tớ có đồ ăn mà. Để chuẩn bị nhá. Ngồi đây. Đây là đặc sản của Hàn Quốc. Tóc bao kê. Mẹ tớ mới đi Hàn Quốc về đây, mua rất là nhiều tóc bao kê để tớ ăn. Đấy, cậu thấy thế nào, chất không? Uầy, Cún ơi, cậu mang tặng một đĩa này, chắc là cậu mang cho tớ ăn nữa đúng không? Không được, cậu ăn thì phí lắm. Tóc kê này mẹ tớ mua cho tớ mà, ở tận Hàn Quốc đây, vì đã không có đâu. Thôi tớ ăn này. Dìu ra dai. Nước sốt thì đậm đà, chua chua cay cay. Ngon. Ui, ngon thế. Này này, cái tay. Wow, thơm thật đấy. Này Cún ơi, vừa rồi tớ cho cậu ăn mim mim cùng với tớ mà. Sao? Thế mà giờ cậu có tteokbokki mà cậu không cho tớ ăn cùng với. Tui. Cậu đúng là cái đồ kỳ bao kẹt xí. Thôi, tao ngồi mà ăn đi, không thèm chơi cậu nữa. Tao đi về đây. Ô, về à? Đúng rồi. Hả? Tao bảo cậu. Thế cậu còn muốn không ghi bon nữa không? Muốn. Cậu chỉ cần cho tớ một cái bánh gạo này thôi là cậu không ghi bon nữa rồi. Ôi, tớ ghi bon, cậu về đây. Để cái tay xuống. Đi về. Ăn trộm ăn cắp lừa gạt á. Bạn với chả bè của mày đây kỳ bò kiệt sĩ. Mà bánh gạo đấy chắc ăn ngon lắm nhở. Nhưng của mày đây mới giữ thế. Mà của mày đây bảo ở Việt Nam không có. Ở Việt Nam không có làm sao mình mua được nhở. Làm cách nào bây giờ? À đúng rồi. Mình sẽ tự làm một tteokbokki siêu to khổng lồ để cho Cún biết đây một bài học.
cứ đợi đấy. Thôi, cậu quay cái gì? Cậu mang cái gì đến lớp đây? Đưa ra thử xem nào. Không, từ từ. Cái này á, cái này chính là tóc bốc kì. Tóc bốc kì mà to như thế này á? Cái cục gì ấy, tóc bốc kì mà như thế này? Đấy là cậu chưa biết đến cái tóc bốc kì. Siêu to khổng lồ này rồi, cậu nhìn đi, đấy. Thôi, chóng hết cả mặt, ngoái cả mắt đi rồi. Ai mà cậu nhìn theo? Đâu, ăn thử nào. Tưởng gì? Đây, cho cậu một cây. Ôi, to thế. Đấy, để cho cậu biết rằng là ấy, tớ không bao giờ ký bao kỳ xí như cậu đâu. Cậu ăn đi. Ăn kiểu gì cậu ăn thử nào. Cậu nhìn tớ ăn nhá. Ừ. Đầu tiên là há mồm ra. Hả? Há hơi to hết cỡ nhá. Bởi vì cái tteokbokki nó to lắm. Dài không? Nào cho cậu thử nào. Đấy, cậu thấy ngon không? Ừ. Mà chưa hết đâu nha. Ừ. Tớ còn ăn kèm tteokbokki với cả trứng vịt lông lên. Đây, cậu ăn đi. Chứ cậu cho tớ miếng to đi. Cho cả trứng luôn nha. Tại vì tớ thấy là ấy, tteokbokki người ta hay ăn kèm với trứng luộc. Nhưng mà tại vì tớ làm tteokbokki to nên tớ làm với hẳn trứng vịt. Cho tớ miếng trứng nữa cậu nha. Nha. Không. Ồ, cậu lại kiếm mua kẹt xí rồi. À, tớ cho cậu rồi mà. Cậu ăn thêm nữa là cậu là thành ăn tham ấy. Sao lại liên quan tới kẹt xí? Kẹt xí là không cho cái gì hết mà. Mà thôi, tớ vẫn để cho cậu. Yeah. Để à. Nhưng mà trước khi đấy, cậu cần phải nghĩ. Nghĩ gì? Cậu lúc nào ăn tham mà không biết gì lỗi tớ đâu á. No rồi đấy nhờ. Ừ. Mà tteokbokki của tớ làm cũng ngon mà đúng không? Ừ, ngon đấy. Mà này Hằng ơi, tớ xin nói chuyện ông nội nhá. Hôm nọ tớ hơi kiệt sỉ, mới cả hôm nay tớ hơi ăn tham. Lần sau tớ không như thế nữa, tớ sẽ ăn thảo mới cả chia sẻ với nhau và tất cả mọi người nhá cậu nhá. Cậu nhớ đấy. Thôi, bây giờ để tớ vào tớ dọn này xong nào. Đéo cái mồm của cậu kìa, đi rửa mồm rồi học bài nhá. Không cậu làm vậy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ KN Channel nhá. Đừng quên truy cập vào Facebook Hằng Channel để kết bạn với chị Hằng nha.